shopping.ảo.vn, ác lực quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopping.ảo.vn. shopping.ảo.vn. Hello chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Rooker, một cái vị tướng đấu sĩ đi rừng khá là ổn áp các bạn ạ. Đi chơi Rooker 7 màu cho anh em xem này đó, ha, ghê không? Trang phục này thì mình thấy nó cũng rất là bình thường thôi, không có cái gì gọi là hiếm có, khó tìm cả. Ủa ôi, mới vào tôi làm gì đây? Trời ơi là trời, cái game mà khó khăn quá vậy trời. Để em farm xíu đi. Ơ, có hàng này, có hàng này. Ơ, tự dưng này mỡ đấy. Trời ơi, tưởng mỡ dâng miệng mèo chứ ai ngờ đâu. Chạy đi đâu con dâu, mày chết. Ừ, ngơ ngơ ngáo ngáo, cho ăn cháo luôn. Bầm chiều, bầm chiều. Tiếp tục công việc của mình đó chính là đi farm thôi. Thật ra thì vị tướng Rooker này nó cũng rất là mạnh, đặc biệt là trong cái thời gian giữa trận là nó rất là bá luôn các bạn. Nhưng mà đến cuối trận thì nếu các bạn mà đánh mà biết cách di chuyển hay là ổn áp ấy thì là sẽ ngon. Nhưng mà thật sự nếu mà cuối trận mà các bạn mà đi di chuyển hơi tệ tệ một chút ấy là giống như miếng mồi thơm cho tem bạn luôn. Tại vì cuối trận vị tướng Rooker nó không còn quá bá nữa rồi, mà thời gian mạnh nhất của nó chính là giữa trận. Trời ơi, mất luôn cái con bồ lưu của mình, thiệt tình luôn. Cái ông Foro này, ông làm còn què gì, cũng mất luôn con bồ lưu tôi rồi. Thiệt tình luôn á, cày thế nhờ, phải biến về, không có miếng mana nào luôn. Bực, xúc, bực, cung. Rồi bị ăn hành rồi anh em ơi, mất con bồ lưu là bị ăn hành rồi cỡ nào đó. Không có mana không bắn được. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ơi, có mạng, có mạng, có mạng, có mạng, có mạng. Hey, hello baby. Trời ơi, nó lướt qua tường mất tiêu. Lại còn hất tung tui nữa chứ. Chạy qua đây hít kinh nghiệm lên cấp 4 nữa coi. Hít kinh, 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 không có con quái nào luôn, sao hít. Thiệt là quái trưởng các bạn ạ. Bầm, băm, bập, bập, bập. Bang 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 bong bang bong bang bong bang bing bong bang bong bing bing bong bing bing bong bup. Hết sạch mana rồi các bạn ạ. Ê, 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 ê. Đúng rồi, giết nó. Giết nó đi. Đúng rồi, đừng ăn, đừng ăn. Trời ơi, cái quân què gì đây? Tôi không thể tin được luôn, đồng đội tôi nó còn quay lại, nó còn phóng cái chưa một ăn bằng được cái con blue của tôi nữa, trong khi đó tôi không có một miếng mana nào luôn. Trời ơi, cái gì vậy nè, tức quá, cay đồng đội mình vãi nồi. Các bạn thấy bức xúc không? Trời ơi, chứ mình chơi game kiểu này mình tức quá à. Mê nó. Nó giết được cái con Alain rồi, nó còn quay lại, nó thấy con cái con blue còn tí máu ấy, nó còn quay lại nó bắn bụp bụp cái, nó đầu xong cho nó ăn con blue, nó ăn tọng vào họng, nó đớp cho hết luôn. Mi tức thiệt chứ. Ê, đồng đội mình luôn thịt. Cày thật sự. Ê ê ê ê ê ê ê, có mạng, có mạng, có mạng, có mạng, có mạng, có mạng, có mạng. Ôi, thằng này nó chạy nhanh thế nhờ. Chạy gì mà như là một cái máy điện vậy. Thua anh em ơi, thua, 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 thua. Mạng không ăn được, blue thì biến hết, mất hết giờ luôn. Slim, hello Slim. Slim ơi, Slim ơi, Slim ơi. Lại còn xuất hiện cả DC nữa thế này thì em thua rồi. Không được rồi, không được rồi, không được rồi, phải đi về farm đây. Đi về farm đây các bạn ơi. Bum 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 ta la bum bum bum. Bum chiu chiu. Bầm chiu 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 chiu, bầm chiu chiu. Bây giờ sẽ là quất cái con bùa đỏ này. Bùa đỏ xong rồi mình sẽ qua mình sơ luôn cái con rồng nha. Ủa mà không được. Về qua 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 ăn con rồng mất công. Mất blue của em nữa. Thôi tốt nhất là về ăn blue cho nó lành. Mất công từ 4 phút đồng hồ mà mình chưa ăn được con blue nào thì nó còn cay hơn nữa. Đây, có blue rồi đây. Ngon luôn anh em ơi. Bầm chiu. Được không? Các bạn thấy được không? Ổn áp không? Giúp nhầm AD hả? Đấy, thấy chưa? Giúp nhầm người là thế đấy.
Anh em nào mà muốn cày thuê thì nhắn tin vào Zalo cho mình hoặc là fanpage cho mình nha. Dạo này chắc có lẽ có thời gian đi cày thuê kiếm tiền mới được các bạn ạ. Chơi đầu săn mày chạy đi, mày chạy đường nào? Chạy hộ phát này. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Ô ô ô ô. Ôi xém nữa chết, nhưng mà thằng nào cũng chết rồi. Nhưng mà cái thanh niên gọi là mày chết rồi em ơi. Em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi. Đừng có làm thế em ơi. Ơ hay. Cái bạn Nata lên ra. A à, này, thiệt tời, bạn ấy ăn mất tiêu luôn. Tưởng ăn được hai mạng rồi chứ. Mà không có được. Khó chơi hết nhỉ. Thật sự quá khó chơi luôn đấy. Chuyện này thứ nhất là nó mình đen quá. Bị tem bạn nó cướp mấy con blue đầu. À bị cướp một con đầu cộng thêm với cả đồng đội mình nó sơi mấy con blue đầu là hai con. Đúng ra hơi khó nhai tí. Thôi đi về nhá. Mình sẽ lên cho nó cái kiếm thường xuyên phá trước. Xong rồi phức hợp kiếm sau. Trang bị thì mình sẽ lên cho nó cái cung bão tố này. Giày du mục. Thường xuyên phá. Phức hợp kiếm Hercules thịnh nộ. Và cuối cùng sẽ là giáp hộ mệnh. Cũng rất là lâu rồi mình chưa chơi về vị tướng dông cơ này. Hôm nay mình chơi thử xem nó còn bá đạo như ngày nào không mà. Xui quá các bạn ạ. Bị nó hành cho, bị tay bên bạn nó hành cho quá trời. À, Slim chết chắc. Slim chết chắc. Slim ơi. Không chết rồi, em chết. Tưởng Slim trên mạng nó chết cơ. Natalia nghiệp hỏa yêu hậu. Trang phục này cũng đẹp phết các bạn. Không chết thì mình có hai nick. Có cái trang phục đó mà mình bán mất một nick à. Hình như giờ vẫn còn một nick. Trang phục này là trang phục bậc SS các bạn. Lúc nào nó cũng có một cái con quạ đó, nó bay theo á. Nhưng mà mình thấy cái trang phục màu trắng nó chất lượng hơn nhỉ. Nhưng mà trang phục màu trắng thì là bậc S. Nhưng mà mình thích là... Ê, Violet này. Ngu người này, ngu người này. Ui giời ơi, thôi. Mày anh ơi, tha cho em anh ơi. Em ngáo ngơ trên cành bơ rồi. Em lên cái nó quánh thấy mẹ em luôn. Chán thiệt chứ. Trận này chơi chán thế. AD là vị tướng Elsu ấy. Elsu giờ khó chơi lắm. Không phải ai muốn chơi là cũng chơi được con đó đâu nhá. Anh em lên cân nhắc trước khi mà chơi con tướng về vì Elsu ấy. 1-6 rồi kiểu ui. Phế thế nhá. Thế vãi linh hồn luôn đấy. Rồi xong mất con bùa đỏ luôn rồi. Trời ơi thiệt tình nó ăn hết bùa của mình. Bực hết cả mình. Rồi xong bé Slim ấy. Mày chết. Nào một em. Nào. Cái thằng này. Ê liều. Ê liều ơi giời. Hết đường về chấp bù kiều. Chơi nó. Đấu săn chơi. Nó uốn em đau quá thằng ơi. Chết em rồi. Thôi thế là thôi. Là thế đó. Dĩ vang là thơ. Cơn mơ là gì. Thôi xong rồi. Nghẹo rồi còn đâu. Anh em ai có ý định muốn mua nick thì vào số nick của mình dưới phần mô tả video ấy nha các bạn. Mình bán nick thì mình không có xin tiền của các bạn nha. Hôm nay có một cái bạn kia bạn nhắn cho mình. Bạn ấy bảo thôi để tôi mua cho ông một cái nick. Chứ thấy ông dên quá. Ui dồi ôi, mình thấy bạn ấy chat như vậy. Mình không xin tiền nha các bạn. Các bạn nào mà muốn mua nick để chơi á, mà để an toàn, cái thứ nhất là các bạn mua giá nó hợp lý. Đó là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là các bạn sẽ không bị người ta lừa. Đấy. Đó là hai cái đó. Chứ mình không xin tiền các bạn. Đâm ra các bạn không có phải thấy mình bảo là các bạn vào shop nick của mình nếu mà muốn mua vào shop nick của mình mua ủng hộ là các bạn vào và các bạn giúp mình, các bạn thấy mình dên là các bạn mua giúp đâu. Mình bán nick không phải là đi xin tiền các bạn, không phải để đi lừa đảo các bạn. Ôi giời ơi em xin. Ôi giời ơi không được rồi, bé đi xa quá rồi. Thằng này.
Trời, mày chết. Mày quắc nữa. Mày ơi, trời ơi. Trời ơi, sao mà hôm nay đen thế nhỉ? Không có đủ tầm. Chán thật sự. Đen quá. Thì mình muốn giúp các bạn mua được cái nick nó an toàn và nó giá nó hợp lý thôi. Mình bán thì mình không có chắc chắn là mình bán rẻ đâu. Nhưng mà mình bán thì mình phải có lời chứ, công sức mình bỏ ra, mình đi mua nick về rồi kiểm tra các thứ rồi mình mới bán. Chứ không phải mình úp lên mình bán đại rồi xong rồi đó lỗi thì mặc kệ các bạn đâu. Mình còn phải hỗ trợ về nếu mà nick nó lỗi này lỗi kia tùm lum tè le hạt me ra. Chứ không phải là mình bán xong là mình thôi đâu các bạn. Vì thế anh em nào mà muốn mua nick thì vào shop nick của mình mua, lỗi là mình hỗ trợ. Chắc gì các bạn mua ở shop khác họ đã hỗ trợ cho các bạn đấy. Úi giời, mày chết chắc rồi em ơi. Sao mà lại đỡ được, lao vào làm cái gì. Ừ đấy, cái ông Coro này ông cái ép như một vị thần luôn, sợ thật đấy. Rồi đi ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ăn ca sa nè, ăn ca sa nè, ăn ca sa nè mấy anh ơi, giúp em ăn ca sa anh ơi. Cái định mệnh hai thằng ở bên trên không ai nó ra giúp mình. Trời ơi, chết tôi rồi, chết tôi rồi, thí mỏe rồi, thí mỏe rồi. Đấy, các bạn thấy chưa, tôi cũng muốn ăn ca sa, muốn ăn rồng lắm ấy chứ. Nhưng mà đồng đội của mình ấy, chúng nó không có muốn mình ăn. Mình ăn mà thứ nhất nó không cành, thứ hai nó không giúp. Mẹ ăn kiểu gì. Cuối cùng tem bạn nó ra nó đập chết luôn. Cày éo chịu được. Nhiều bạn mình đọc comment rất nhiều, mấy bạn bảo mình đi rừng, mình đặc biệt là lười ăn rồng với cả lười ăn cái con cansa. Đâu phải là mình lười, mà quan trọng là đồng đội mình nó có hỗ trợ mình ăn không. Chứ mình ăn một mình là tem bên kia nó ra nó xúc mình chết. Rồi nó ăn luôn con, nó ăn nó KS luôn cái con ca sa rồi, thấy không? Tức lắm chứ bộ, nhiều lúc mình cũng muốn lắm. Nhưng mà mình đi đánh đơn ý, nên khó thật sự luôn. Vì thế mình thường thường chọn giải pháp là không ăn. Không ăn thì sao? Thì là mình không có khả năng không có bị chết. Cái thứ hai là tem bạn nó cũng không ăn được. Đây ông, các bạn thấy em Florentino với cả Gidu không? Đấy, đứng chừng sững ở bên trên đấy. Độ xanh mình ăn ca sa nó cũng coi như mình không có ăn luôn. Cuối cùng tem bạn hai thằng nó ra nó sơi mình. Trời ơi, nó tức ghê á. Chứ ghê luôn á. Nhưng mà thôi kệ, không sao, không sao. Từ từ làm lại. Ơ, Violet, Violet, Violet. À, mày ơi, nó còn lộn qua đây nữa. Thế thì em xin lỗi rồi. Xong khi em rồi. Ai ra đâu? Chạy. Nè. Đố Slim bắt được em. Đố Slim bắt được. Ê, em đố Slim chứ không đố anh đâu. Anh ngựa ơi, anh người ngựa ơi. Ê, anh đừng có làm thế, anh người ngựa ơi. Rồi xong thấy vợ em luôn à. Muốn máy nhận thằng đai em luôn à. Tức thiệt chứ. Giết được 5 mạng, chết 5 mạng mà hỗ trợ 5 mạng. Xàm. Trời này đen quá. 0619. Đồ. Gặp thứ dữ rồi. Căn bản là do lúc đầu mình bị ăn hành quá các bạn. Mình bị ăn hành mà đồng đội mình nó còn cố tình nó ăn con blue của mình nữa. Đâm ra nó mình mới phế này chứ. Lúc đầu mình mà không bị ăn hành nó đâu đến mức độ tệ này đâu. Nó đã giết được người ta rồi, nó còn cố tình nó ăn thêm con blue của mình. Trong cái đó là con tướng follow nó không xài mana. Thế mới tức chứ. Bực mình thiệt luôn. Bực mình thiệt luôn. Ui tiền này. Có tiền anh em ơi, có tiền anh em ơi. Bum. Pen. Mình thấy cũng có nhiều bạn nhắn tin cho mình bán nick ấy. Thì mình Ôi. Mẹ nó cái thằng Slimousine này, mày chết này chết này. Em xin một em. Chơi không? Đứng lại đi. Tại sao lại không đứng lại? Xui quá. Trời ơi, máu thấp nhất chứ. Máu thấp nhất này. Thần nhắn máu thấp nhất làm cái chi? Lại giết 6, chết 6. Có nhiều bạn, hôm nay có một cái bạn kia, bạn ấy nhắn tin cho mình. Bạn ấy có cái nick khá là ngon. Bạn ấy muốn bán cái nick đó 1,5 triệu. Thế là mình trả bạn ấy 1 triệu.
Tại vì mình biết là xôm tích của mình bán nó cũng không có được giá cao đâu, mình bán thấp thấp mà anh em mua không à. Đó, thế mình trả 1 triệu, xong rồi bạn ấy bảo là có shop khác, họ em là bạn ấy là muốn bán cho mình 1,5 triệu ấy các bạn. Bạn ấy bảo có shop khác mà người ta trả 1,5 triệu mà bạn không bán, bạn muốn bán cho mình. Trời ơi kỳ ta, sao lại muốn bán cho mình nhỉ? Người khác mua họ cũng mua 1,5 triệu mà mà lại cứ thích bán cho mình, thế mới hay chứ. Nhưng mà mình không mua được 1,5 triệu các bạn ạ. Tại vì mình mua xong rồi mình không bán được, thế thì sao ấy không? Tại vì thường thường hôm trước còn có một bạn kia, bạn ấy bảo là cái nick của mình mua là, ví dụ mình mua là giá 2 triệu đúng không, xong rồi á mình bán 4 triệu, bạn ấy nói đúng vãi nờ luôn á, chuẩn luôn, không sai tí nào các bạn ạ. Vô nào em năm, tại vì á khi mà mình mua nick của các bạn ấy là mình trả bằng tiền Việt, ý là không ạ, trả bằng tiền thẻ ATM ấy, là mình mua bằng tiền ATM, còn khi mà mình bán ấy là mình bán bằng tiền giá tiền cạc, mà khi mà các bạn nạp bằng cạc ấy là nó sẽ bị chiết khấu, nó sẽ chiết khấu từ 20% cho tới 30%. Đó, ví dụ mình bán một cái nick ví dụ mình đang ví dụ nha, mình mua một cái nick 2 triệu, mình bán 4 triệu thì nó trừ phí hết 1 triệu là còn có 3 triệu. Thì để ví dụ mình mua 2 triệu mình bán 3 triệu là lời 1 triệu đúng không? Nhưng đó là cái trường hợp mình bán được. Còn trường hợp mình không bán được thì sao? Anh em phải suy nghĩ đến mức độ mà bán không được chứ. Mày chết một em. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Mày lủng mông đại pháp nè. Hết chiều cuối, à. Trong cái trường hợp không bán được thì sao? Thì mình phải giảm giá đúng không? Giảm giá bao nhiêu? Giảm 3 triệu rưỡi đúng không? Ví dụ bán 3 triệu rưỡi là mình lời được 500 rồi đó. Nhưng mà bà giảm 3 triệu rưỡi có người mua hay không? Có ai đảm bảo 100% là có người mua không? Hay là các bạn chỉ nhìn thấy mình đặt cái biển giá, ví dụ mình đẩy đẩy cái giá 3 triệu rưỡi đó, rồi rồi các bạn sẽ bảo là mình bán 3 triệu rưỡi được. Chưa chắc. 3 triệu rưỡi đâu phải là ai cũng có điều kiện để mà mua. Phải cứ sao nữa, nếu mà 3 triệu rưỡi không bán được thì sao? Bán 3 triệu. Rồi bán 3 triệu thì sao? Huề vốn. Có ai nghĩ đến trường hợp đó không? Chắc là không đâu, đúng không? Bởi vậy đâm ra nó rất là khó các bạn. Anh em nào thuận mua vừa bán, được giá thì bán, được giá thì mua, không được thì thôi. Xin đừng nói lời nặng nhẹ. Ok, trận đấu kết thúc rồi các bạn ơi. Lúc đầu bị ăn hành quá mà cuối trận mình tỏa sáng. Sướng. Ok, mình nghỉ đây. Bye bye.